Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh lớp cô Giang Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn toán lớp 3 Trong quyển sách toán tập 2 bộ sách Chân trời sáng tạo Và bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài Diện tích hình chữ nhật Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 72 Mục tiêu của bài học này chủ yếu giúp cho các em biết được công thức Để tính diện tích của một hình chữ nhật Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé Phần đầu tiên của bài học, chúng ta sẽ đến với hoạt động khám phá. Trong hoạt động khám phá này, cô có một yêu cầu như sau. Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm. Và ở đây, hai bạn học sinh này gợi ý cho chúng ta rằng, cách thứ nhất là dùng các mảnh giấy hình vuông cạnh 1cm xếp kín hình chữ nhật. Cách thứ hai là chia hình chữ nhật thành các ô vuông diện tích 1cm vuông từ hai gợi ý này, các em hãy giải quyết cho cô bài toán như sau. Các em hãy quan sát nhé. Cách thứ nhất là cô sẽ dùng các mảnh giấy hình vuông cạnh 1cm xếp kín hình chữ nhật. Ở đây hình chữ nhật của chúng ta có chiều dài là 5cm, còn chiều rộng là 3cm. Được chưa nào? Cách tiếp theo là cô sẽ chia hình chữ nhật thành các ô vuông có diện tích 1cm vuông. Vậy khi đó, để tính được diện tích của hình chữ nhật này, thì chúng ta sẽ đi tính số ô vuông có diện tích là 1cm vuông, được chưa nào? Phần này thì ở bài học trước chúng ta đã được học rồi. 1cm vuông chính là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1cm. Rồi, bây giờ các em hãy kiểm tra cho cô nhé, xem là mỗi hàng có mấy ô vuông và có tất cả mấy hàng. À, mỗi hàng có 5 ô vuông và có tất cả là 3 hàng. Như vậy, để tính được số ô vuông có diện tích 1 cm vuông thì chúng ta chỉ cần lấy số ô vuông ở mỗi hàng là 5 ô vuông nhân cho số hàng là 3 hàng, tức là chúng ta sẽ lấy 5 nhân cho 3 bằng 15, đơn vị là ô vuông. Vậy để tính được diện tích của hình chữ nhật này thì chúng ta sẽ lấy 5 nhân cho 3 bằng 15, đơn vị là cm vuông. Chúng ta thấy rằng 5 ở đây chính là 5 cm là chiều dài của hình chữ nhật, còn 3 ở đây chính là 3 cm là chiều rộng của hình chữ nhật. Và từ đó, cô có được công thức để tính được diện tích của hình chữ nhật như sau. Muốn tính diện tích của hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng và các em chú ý cho cô, chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật phải cùng một đơn vị đo. Các em hãy ghi nhớ cho cô công thức tính diện tích hình chữ nhật nhé. Cô nhắc lại, muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị đo. Rồi, dựa vào các kiến thức mà chúng ta vừa học được ở hoạt động khám phá này, các em hãy hoàn thành cho cô phần bài tập có trong vở bài tập toán tập 2 nhé. Các em hãy lấy vở bài tập toán tập 2 ra, lật ra trang số 76. Các em sẽ dựa vào phần lý thuyết mà chúng ta vừa học được ở phần khám phá để hoàn thành bài tập này cho cô nhé. Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm. Thực hiện một trong hai cách sau rồi viết vào chỗ chấm. Cách thứ nhất, dùng các mảnh giấy hình vuông cạnh 1cm xếp kín hình chữ nhật. Đối với hình chữ nhật có chiều dài là 5cm, chiều rộng là 3cm, thì chúng ta sẽ xếp được 15 mảnh giấy hình vuông cạnh 1cm. Và khi đó, diện tích của hình chữ nhật sẽ là 15cm vuông. Do đó, ở đây cô sẽ điền số 15 và ở đây cô cũng điền số 15. Xếp được 15 mảnh giấy, diện tích hình chữ nhật là 15 cm vuông. Tiếp tục, cách thứ hai là chia hình chữ nhật thành các ô vuông có diện tích 1 cm vuông. Như vậy, mỗi một hàng có 5 ô vuông và có tất cả là 3 hàng. Và phép tính để đi tìm số ô vuông đó là 5 x 3 bằng 15 đơn vị là ô vuông. Từ đó chúng ta có diện tích hình chữ nhật là 15cm vuông. Và đây là quy tắc tính diện tích hình chữ nhật. 5 x 3 bằng 15cm vuông. 5 ở đây là chiều dài, 3 ở đây là chiều rộng, 15 ở đây là diện tích. Vậy, muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị đo. Như vậy, các em hãy dựa vào bài làm này của cô để hoàn thành bài tập có trong vở bài tập toán tập 2 trang số 76 nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động thực hành. Trong hoạt động thực hành này, cô có một bài tập như sau. Bài tập thực hành số 1, thực hành trên giấy kẻ ô vuông. Và bài tập này chính là bài tập số 1 có trong vở bài tập toán tập 2 trang số 77. Các em sẽ làm bài vào trong vở bài tập toán nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện bài tập này như sau. Câu A, vẽ rồi tô màu các hình chữ nhật theo mẫu. Như vậy, các em sẽ thực hiện vẽ cho cô hai hình chữ nhật giống như hai hình chữ nhật mẫu trong sách giáo khoa, rồi sau đó các em sẽ tô màu cho cô. Cô ví dụ, một hình các em sẽ tô màu xanh, còn hình kia các em sẽ tô màu hồng. Sau khi các em đã thực hiện câu A rồi thì các em hãy thực hiện cho câu câu B. Tính diện tích mỗi hình chữ nhật trên. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra hình chữ nhật màu xanh trước nhé. Chúng ta thấy chiều dài của hình chữ nhật màu xanh bằng 3 ô vuông. Mà mỗi một ô vuông thì có cạnh là 1 cm. Như vậy, chiều dài của hình chữ nhật màu xanh bằng 3 ô vuông, có nghĩa là chiều dài của hình chữ nhật màu xanh là 3 cm. Còn chiều rộng của hình chữ nhật màu xanh bằng 2 ô vuông, tức là chiều rộng của hình chữ nhật màu xanh là 2 cm. Như vậy, chúng ta đã biết được chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật màu xanh rồi. Vậy thì, chúng ta sẽ đi tính diện tích hình chữ nhật màu xanh bằng cách lấy chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị đo. Tức là chúng ta sẽ thực hiện lấy 3 nhân cho 2 bằng 6, đơn vị là cm vuông. Vậy khi đó, diện tích của hình chữ nhật màu xanh là 6 cm vuông, được chưa nào? Tương tự như vậy, chúng ta sẽ đi xác định xem chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật màu hồng nhé. Chúng ta thấy hình chữ nhật màu hồng có cạnh dài bằng 4 ô vuông, tức là chiều dài của hình chữ nhật màu hồng là 4 cm. Còn chiều rộng thì có độ dài bằng 3 ô vuông, tức là chiều rộng bằng 3 cm. Vậy khi đó, chúng ta sẽ tính được diện tích của hình chữ nhật màu hồng bằng cách lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Tức là chúng ta sẽ lấy 4 nhân cho 3 bằng 12, đơn vị là cm vuông. Vậy, chúng ta đã tính được diện tích của hình chữ nhật màu hồng là 12 cm vuông. Chúng ta đã hoàn thành xong hoạt động thực hành. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động luyện tập. Trong hoạt động luyện tập này, cô có một số bài tập như sau. Bài tập số 1, số ở bài tập số 1 này, chúng ta sẽ điền các số thích hợp vào các dấu hỏi chấm có trong bảng số liệu sau. Và bài tập này chính là bài tập số 1 phần luyện tập có trong vở bài tập toán tập 2 trang số 77. Các em sẽ làm bài trong sách giáo khoa kết hợp với vở bài tập toán nhé. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện bài tập này như sau. Quan sát chúng ta sẽ thấy cấu tạo của bảng này gồm có 3 hàng. Hàng đầu tiên cho chúng ta biết chiều dài hình chữ nhật Hàng thứ hai cho chúng ta biết chiều rộng hình chữ nhật. Và hàng thứ ba cho chúng ta biết diện tích hình chữ nhật. Như vậy, ở đây chiều dài hình chữ nhật là 18cm, chiều rộng là 5cm. Để tính diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu cm vuông, thì chúng ta sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng cùng một đơn vị đo. Tức là chúng ta sẽ lấy 18 nhân cho 5 bằng 90. Do đó, ở dấu hỏi chấm này, chúng ta sẽ điền số 90. Tiếp tục, ở đây cho chúng ta biết chiều dài hình chữ nhật là 25 cm, chiều rộng hình chữ nhật là 6 cm. Như vậy, để tính diện tích hình chữ nhật, chúng ta sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị đo, tức là chúng ta sẽ lấy 25 nhân cho 6 bằng 150. Vì vậy, ở dấu hỏi chấm này chúng ta sẽ điền số 150. Tiếp tục, ở đây cho chúng ta biết chiều dài hình chữ nhật là 8 cm và diện tích hình chữ nhật là 32cm vuông. Vậy, để tính được chiều rộng của hình chữ nhật, thì chúng ta sẽ lấy diện tích của hình chữ nhật chia cho chiều dài hình chữ nhật. Tức là chúng ta sẽ lấy 32 chia cho 8 bằng 4. Do đó, ở dấu hỏi chấm này, chúng ta sẽ điền số 4. Tiếp tục, ở đây cho chúng ta biết chiều rộng hình chữ nhật là 9cm và diện tích của hình chữ nhật là 153cm vuông. Vậy để tính được chiều dài hình chữ nhật thì chúng ta sẽ lấy diện tích hình chữ nhật chia cho chiều rộng của hình chữ nhật. Tức là chúng ta sẽ thực hiện phép chia lấy 153 chia cho 9 bằng 17. Do đó ở dấu hỏi chấm này chúng ta sẽ điền số 17. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2, tính theo mẫu. Và bài tập này chính là bài tập số 2 phần luyện tập. Có trong vở bài tập toán tập 2, trang số 77. Các em sẽ làm bài trong sách giáo khoa kết hợp với vở bài tập toán nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em cách giải bài tập này như sau. Các em hãy quan sát cho cô bài làm mẫu. Ở bài làm mẫu cho chúng ta biết chiều dài hình chữ nhật là 8 cm, chiều rộng hình chữ nhật là 7 cm. Như vậy để tính diện tích hình chữ nhật thì chúng ta sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng cùng một đơn vị đo. Tức là chúng ta sẽ thực hiện phép nhân 8 nhân cho 7 bằng 56, đơn vị đo diện tích là cm vuông. Để tính được chu vi của hình chữ nhật thì chúng ta sẽ lấy chiều dài cộng với chiều rộng cùng một đơn vị đo rồi nhân cho 2, tức là chúng ta sẽ lấy 8 cộng cho 7 bằng 15 rồi sau đó nhân cho 2 bằng 30, đơn vị đo chu vi là cm. Tương tự như bài làm mẫu, ở đây cho chúng ta biết chiều dài của hình chữ nhật là 31cm, chiều rộng hình chữ nhật là 9cm. Như vậy, để tính diện tích của hình chữ nhật thì chúng ta sẽ lấy 31 nhân cho 9 bằng 279, đơn vị là cm vuông. Để tính chu vi của hình chữ nhật thì chúng ta sẽ lấy 31 cộng cho 9 rồi nhân với 2. 31 cộng cho 9 bằng 40 40 nhân cho 2 bằng 80 và đơn vị đo chu vi là cm. Tiếp tục, ở đây cho chúng ta biết chiều dài hình chữ nhật là 72 cm, chiều rộng hình chữ nhật là 6 cm. Như vậy để tính diện tích của hình chữ nhật, chúng ta sẽ lấy 72 nhân cho 6 bằng 432, đơn vị là cm vuông. Để tính chu vi của hình chữ nhật, chúng ta sẽ lấy chiều dài cộng với chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân với 2. Tức là chúng ta sẽ lấy 72 cộng cho 6 rồi nhân với 2. 72 cộng cho 6 bằng 78. 78 nhân cho 2 bằng 156 và đơn vị đo chu vi là cm. Tiếp tục, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 3. Quan sát bức tranh hình chữ nhật dưới đây và thực hiện yêu cầu. Và bài tập này chính là bài tập số 3 phần luyện tập có trong vở bài tập toán tập 2 trang số 77. Các em sẽ làm bài trong sách giáo khoa kết hợp với làm bài trong vở bài tập toán nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em cách thực hiện bài tập này như sau. Câu A, số. Chúng ta sẽ điền các số thích hợp vào các dấu hỏi chấm có trong bảng số liệu sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi ước lượng xem chiều dài và chiều rộng của bức tranh là bao nhiêu cm, rồi điền kết quả ước lượng vào các dấu hỏi chấm này. Sau đó, chúng ta sẽ dùng thước thẳng để đo lại, rồi điền kết quả đo được vào các dấu hỏi chấm này. Bây giờ, chúng ta sẽ đi ước lượng xem chiều dài và chiều rộng của bức tranh này là bao nhiêu cm nhé. Cô ví dụ, cô ước lượng chiều dài của bức tranh này là 10 cm, còn chiều rộng là 8 cm. Do đó, ở dấu hỏi chấm này cô điền số 10, còn ở dấu hỏi chấm này cô điền số 8. Bây giờ cô sẽ dùng thước thẳng để đo lại nhé. Và sau khi dùng thước thẳng để đo lại, cô đo được chiều dài của bức tranh này đúng là 10 cm và chiều rộng của nó là 8 cm. Như vậy, chúng ta đã thực hiện xong câu A. Tiếp tục, chúng ta sẽ thực hiện câu B. Tính ở câu B này yêu cầu các em tính diện tích của bức tranh và tính chu vi của bức tranh. Ở câu A, chúng ta đã biết được chiều dài của bức tranh là 10 cm, còn chiều rộng là 8 cm. Như vậy, để tính được diện tích của bức tranh, tức là chúng ta sẽ đi tính diện tích của hình chữ nhật, bởi vì bức tranh này có dạng hình chữ nhật. Mà để tính diện tích của hình chữ nhật thì chúng ta sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị đo tức là chúng ta sẽ lấy 10 nhân cho 8 bằng 80, đơn vị là cm vuông. Như vậy, chúng ta đã tính được diện tích của bức tranh là 80 cm vuông. Bây giờ, chúng ta sẽ đi tính chu vi của bức tranh, tức là chúng ta sẽ đi tính chu vi của hình chữ nhật có chiều dài là 10 cm, chiều rộng là 8 cm. Để tính chu vi của hình chữ nhật thì chúng ta sẽ lấy chiều dài cộng với chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân với 2. Như vậy, để tính chu vi của bức tranh, chúng ta sẽ đi tính giá trị của biểu thức. Mở ngoặt 10 cộng 8, đấm ngoặt nhân cho 2. Đối với biểu thức mà có chứa dấu ngoặt thì chúng ta sẽ thực hiện tính giá trị ở trong ngoặt trước. Cô có 10 cộng cho 8 bằng 18. Sau đó lấy 18 nhân cho 2 bằng 36. Đơn vị đo chu vi của chúng ta lúc này là cm. Vậy chu vi của bức tranh là 36 cm. Chúng ta đã thực hiện xong bài tập số 3 và đây cũng là bài tập cuối cùng có trong bài học ngày hôm nay. Trước khi kết thúc bài học, các em hãy cho cô biết trong bài học này thì các em đã học được những gì. À, trong bài học này thì chúng ta đã học được cách tính diện tích của một hình chữ nhật. Đó là muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị đo. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Có hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo